Em xin chào các bác, để phục vụ cái nhu cầu thiết yếu của các bác trong gia đình thì hôm nay em giới thiệu đến các bác cũng là test chiếc lồi cao tần của hãng Panasonic IS cho các khách ở Hà Nội, cũng là các khách quen là đã mua sản phẩm audio bên em. Đấy, mà tiếp tục cái nhu cầu đặt hàng để mua thêm chiếc lồi cơm cao tần để về sử dụng cho gia đình. Thì em sẽ quay về phần ngoại hình của chiếc lồi này và sẽ bạn sẽ test chiếc lồi này sẽ có cái sử dụng có cái tấm thích đẹp đây. Mua đồ audio cũng là mua đồ đẹp nên giờ cái cương cũng phải chọn đồ đẹp cho bác ấy. Đấy, phần ngoại hình đó nhé, rất là mới nhé. Bộ đây là viền đầu bọc và inox sơn nhũ rất là đẹp. Đây cũng được bọc inox nhé. Panasonic model của loại SGHP101, loại 1 lít này, 100V này, công suất tiêu thụ 1.200W này. Đấy. Đấy, đời của nó đời 2012 các bác nhé. 22 số gì của nó đây 0669 này, rất là mới, vết sức nhỏ thì không thể tránh khỏi rồi, nó là hàng bãi mà vận chuyển thì về con túi nó rất là mới. Xong này, con cao su vẫn rất là mềm. Đã vệ sinh sạch sẽ rồi, đẹp, nấu ok, bác về chỉ được nấu thôi. Đây thì sẽ hướng dẫn nấu cũng như là test nấu. Rồi tháo lắp rất là dễ, dễ sử dụng nhé, dễ vệ sinh sạch sẽ, nấu cơm cực ngon, không bị hư cơm như các loại thường. Đấy, nhìn thấy không? Là mới này, chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh được, tháo ra để vệ sinh được. Rồi để vệ sinh đây. Ở đây em sẽ test lấu chữ đầu này. Chiếc loại này thì nó có 11 chiếc loại nấu cơ, nhưng mà gia đình cơ bản gia đình dùng
chế độ nấu nhanh, chế độ nấu cơm thường, chế độ nấu cơm ngon và chế độ nấu cháo. Đấy. Thì đây em sẽ hướng dẫn. Và bật bấm thì là bấm nút nguồn. Đấy. Và đây là nút khởi động. Đây là hai nút này nút hẹn giờ mình không dùng đến. Còn đây là nút chọn menu chọn chế độ nấu này, đây là hâm cơm này. Đấy. Tiên là em chọn cái chế độ hâm cơm trước, các bác cắm điện vào thì các bác sẽ bật nút này là có cơm cũ ấy. Thì các bác đây hiện đèn vàng là chế độ hâm cơm. Đấy, cơm nó hâm ngon như là cơm mới nấu các bác nhé. Cơm ở ngày hôm trước các bác sáng sáu bút sử dụng, các bác cắm điện vào bật lên. Đấy. Và đây là nút tắt mở này thì nó sẽ báo theo cái đồng hồ đây, cái đồng hồ đầu tiên này chỉ đâu thì cho chọn chế độ đó. Đây là cái menu chọn đây. Đấy, rất nhiều chế độ nấu. Đấy. Đấy, một tên đây là chế độ nấu cơm thường, chế độ nấu cơm ngon. Đấy. Đây chế độ cũng nhanh nhé. Đấy. Chế độ nấu cháo đây. Đấy. Đây là chế độ cháo. Đấy. Chọn chế độ mức tiên chỉ về đâu thì ta sẽ bấm cái nút vàng đây là nó khởi động nấu. Bây giờ em sẽ chọn về chế độ nấu nhanh để test nhanh, vì thời lượng cái video nó không có nhiều. Để em chuyển chế độ nấu test nhanh cho các bác. Đây thì em cho các bác xem trước là chế độ nấu nấu thường trước. Đây mức tiên đây nấu thường. Đấy, khởi động sẽ nấu 44 phút. Đấy, quạt tắt khởi động. Đấy. Còn đây ta chọn chế độ nấu cơm ngon. Đấy. Là 56 phút nếu có thời gian. Đấy. Đây, chọn chế độ nấu nhanh. Cần có cơm nấu nhanh. Thì nó trong vòng 15 20 phút là có cơm ăn rồi. Nhưng mà nó cũng không được chuẩn ngon bằng chế độ nấu kia. Đấy. Đây. Quạt sẽ kêu rồi. Đây.
thấy hơi nước bốc lên rồi. Đấy. Nồi nấu chín bằng từ nhé, đây là rất là ngon chứ không phải là ba nồi nấu cơm nhiệt các bạn. Chín hạt cơm nó chín đều từ trong ra ngoài. Chờ một chút nữa cho nó sôi hạt đi. Bắt đầu sôi nhé. Là bởi cao tần rất tiết kiệm điện đúng không ạ? Một khói đấy. Nồi em đã test mọi chế độ hoàn hảo hết rồi. Tự yên tâm sử dụng thôi. Vì thời lượng tải video nó có hạn thôi. Em xin phép dừng video test tại đây. Các bạn nào có nhu cầu mua nồi cơm hay mua quạt, mua đồng hồ, ô tường hay là bàn cũng như là đồ audio nhật bãi thì hẹn với em với số máy là 0907 223 69. Em cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của em cũng như các bác là thường xuyên theo dõi kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và like share cho nhiều anh em audio được biết đến. Em xin trân trọng cảm ơn các bác.